Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn đã trở lại với kênh của Cali Sài Gòn và xin chúc cho tất cả quý vị một ngày thật vui vẻ, bình an và gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống. Vâng, kính thưa quý vị, về Mỹ cũng được 2-3 ngày rồi, mệt, không biết sao đau cổ họng, cho nên mấy ngày nay không có làm video nào hết trơn á. Vâng thì hôm nay khỏe khỏe được chút xíu, rồi đi sửa xe, đi công chuyện lặt vặt rồi xong xuôi mới về tới nhà rồi làm video để cùng chia sẻ giao lưu đó đến quý vị. Cũng thôi quý vị quên Cali Sài Gòn luôn. Trên hành trình từ Việt Nam về Mỹ nó cũng giai đoạn nó buồn nhất là cái đoạn mà khi mà vô sân bay đó quý vị. Nó buồn lắm. Kỳ này thì mình không muốn cho gia đình thân nhân đi ra ngoài đó đưa tiễn mình nhiều, chỉ có một đứa em rể và một đứa cháu mà thôi. Rồi ngồi nói chuyện một hồi cũng gần tiếng hồ, cái bắt đầu cái mình nói thôi bây giờ để mình phải đi vào trong bắt đầu bo được rồi à, thì cái giây phút đó nó bùi ngùi lắm. Giống như là có nhiều công chuyện mình chưa giải quyết xong á, hoặc là có những cái chuyện mà nó có nhiều cái mà muốn nói mà không biết sao nổi thì nó cứ buồn ngùi vậy thôi. Với hơn nữa là cái về bên đó mà không gặp được cái show nào của cháu Hồ Văn Cường dân á, trong khi đó trước đó thì rất là nhiều show. Rồi sau khi mình về mình lại nghe tin rằng cháu sẽ có show nữa. Trong lúc thời gian mình ở đó thì không có cái show nào hết. Đó là một cái sự mà tiếc nuối, nó hơi rất là tiếc luôn. Mà thôi đành thôi, chịu vậy chứ sao giờ. Thôi hẹn với lại cháu lần sau các bạn ha, các bác ha, các bạn nha. Cũng hy vọng rằng tuổi 20 của cháu là một cái qua một cái sang một cái trang sách khác nữa. Và hy vọng rằng là cháu sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn nè, được nhiều người yêu thơ hơn nè, rồi học hành tốt hơn nè. Chẳng những vậy, sẽ có những cái chương trình sẽ mời cháu, hy vọng rằng cháu sẽ có thêm cái giải nào nữa. Các bạn ha, đó là điều ai cũng mong muốn, nhất là những người mà từ đó đến giờ luôn dõi theo bước chân của cháu Hồ Văn Cường. Gần đây nhất thì giao lộ thời gian đó, giữa danh ca Ngọc Sơn và Hồ Văn Cường làm cho nhiều người thích thú hơn nữa với hai thầy trò, với những điều mà nó vui nè, rồi nó làm cho con người ta thông khoáng hơn nè, rồi gần gũi với nhau, với những câu nói, những điệu nhảy của Ngọc Sơn. Thực sự ra mình nói rằng Ngọc Sơn nhảy thì không phải là xuất sắc, nhưng mà có nhiều cái tình tiết nó làm cho người ta hứng thú, nó vui vẻ. Cái sự giao lưu với lại sự cách nói chuyện của anh ba Ngọc Sơn làm cho nhiều người rất là dễ mến. Để xem đây, có một cái tờ báo đăng như thế này rồi mình cùng muốn chia sẻ với các bạn nha. Giao lộ thời gian, Hồ Văn Cường lần đầu chia sẻ áp lực khi đi hát, Ngọc Sơn hào phóng động viên học trò bằng quà khủng là như thế nào? Chúng ta cùng với nhau chia sẻ. Nam danh ca Ngọc Sơn vẫn luôn ưu ái và dành nhiều sự quan tâm cho Hồ Văn Cường. Mới đây danh ca Ngọc Sơn và nam ca sĩ Hồ Văn Cường đã có mặt tại chương trình âm nhạc giao lộ thời gian. Cả hai sẽ có màn đổi hít cho nhau và chiếm trọn tình cảm từ khán giả. Sau khi được danh ca Ngọc Sơn nâng đỡ thì Hồ Văn Cường dần tự tin hơn nào, rồi hoàn toàn có thể làm chủ sân khấu một mình chứ không cần người thầy đứng sau lưng nữa. Nói như vậy thôi chứ chắc cũng quen đứng chung với thầy của mình, phải không các bạn ha? Cũng như bao lần biểu diễn chung với thầy Ngọc Sơn, nam ca sĩ trẻ Hồ Văn Cường không giấu được sự lo lắng của mình. Giọng ca bài Bà Năm chia sẻ: không chỉ riêng thầy Ngọc Sơn mà khi song ca với những ca sĩ tiền bối, em đều có áp lực vì sợ mình không làm tốt, không làm như là khán giả mong muốn.
Thế nhưng sau những lần kết hợp đó, em cũng tiếp thu và cho bản thân mình được học thêm nhiều kinh nghiệm hơn khi biểu diễn trên sân khấu cùng với lại các bậc tiền bối. Trái lại với lại cháu Hồ Văn Cường thì danh ca Ngọc Sơn thấy hoàn toàn thoải mái. Anh cũng có nhiều chia sẻ hơn về cậu học trò mà mình đã chính tay dẫn dắt suốt một năm qua. Chúng ta cũng đã biết khi mà cháu Hồ Văn Cường trên bến bờ vực thẳm, ít có dám ca sĩ nào mà tới gần lắm. Nói thật chị luôn á, đừng có nói chi là giang đôi tay cứu rỗi để giúp cho Hồ Văn Cường trở lại con đường nghệ thuật. Tại vì họ sợ đụng chạm đến showbiz. Thì chúng ta biết rằng thời gian đó là cháu bị nhiều thị phi lắm. Rồi dĩ nhiên là ai nấy đều lo cho thân mình. Chứ có đôi lúc có một vài người đi, họ thương cái hoàn cảnh của Hồ Văn Cường. Họ biết cháu là người vô tội nhưng họ không dám nói vì sợ áp lực từ trong showbiz. Danh ca Ngọc Sơn nói Cường có giọng hát trời phú, đậm chất Nam Bộ. Nếu như lúc nhỏ giọng hát của Cường cao vút thì khi trưởng thành lại trở thành ấm áp, mềm mại, mang đến cho khán giả những giai điệu ngọt ngào và dễ cảm. Đó là lời tâm sự của Ngọc Sơn. Ngọc Sơn cũng không ngần ngại khi sẵn sàng cho Hồ Văn Cường 10 điểm khi thể hiện lại ca khúc Tình Cha do chính nam danh ca sáng tác. Ngoài ra, Ngọc Sơn còn mua độc quyền ca khúc Cổng Mẹ do nhạc sĩ Sơn Hạ sáng tác để dành tặng cho cậu học trò. Âm nhạc là một món quà vô giá, khó có thể định giá. Thế nhưng việc mua tặng cho Cường ca khúc độc quyền là để con có ý chí rèn luyện và có trách nhiệm hơn với bài hát của mình, biến nó thành trở thành một bài hit riêng của mình. Ngọc Sơn chia sẻ lý do khi tặng cho Hồ Văn Cường món quà quý giá này. Có thể thấy hành động Ngọc Sơn như một động lực thúc đẩy tinh thần cho ca sĩ trẻ Hồ Văn Cường. Nam ca sĩ không ngần ngại hướng dẫn cho Hồ Văn Cường về kỹ năng hát mà còn vũ đạo và giải phóng hình thể trên sân khấu. Bài hát Cổng Mẹ Hồ Văn Cường giống như là một bài mà tiêu biểu cho Hồ Văn Cường luôn rồi các bạn. Mới đây mình có đọc được một bài viết về chị Hương Trương cách đây cũng mấy ngày rồi. Nhưng bài viết đã có 14 lượt share và nhiều người rất là thích, cho nên sẵn đây mình cũng muốn chia sẻ đến quý vị. Loài hoa dù đẹp hay xấu vẫn tỏa hương thơm rất nhẹ nhàng. Mỗi hoa mỗi hương khác nhau. Mỗi cây có sức sống và mãnh liệt và nhẹ nhàng có mùi hương thật êm dịu và ngọt ngào. Cây thông á, cây bách, cây tùng á vẫn ngạt ngào hương dịu dàng, nhẹ nhàng mỗi khi có một cơn gió thoảng qua. Trầm hương kia vẫn tỏa hương thơm thoang thoảng theo thời gian. Còn chính là cây tùng nè, cây bách dù cho bão tố phong ba, gió mưa vẫn tỏa hương thơm cho đời. Còn chính là hương thơm hoa đồng gió nội. Hoa đồng gió nội bộc mặt chân quê, thật thà, hiền lành, dễ thương. Và con cũng có một trái tim rất là lương thiện. Tiếng hát lời ca, giai điệu ngọt ngào như hương, như hoa, làm mê và làm say cả lòng người. Từ những đứa trẻ, những em bé cho đến tuổi trung niên, cho đến các mẹ, các ngoại, các nội và các bà, các cô, các dì, trong đó cũng có bác Cali Sài Gòn nữa.
Hương yêu thương từ lòng hiếu thảo, thương yêu kính trọng cha mẹ của con. Thương yêu con sự kiên nhẫn, nhẫn nhịn, đó là sự hương thơm từ tấm lòng bao dung, một trái tim nhân hậu đầy tình người của Hồ Văn Cường. Thương yêu con sự kiên nhẫn, nhẫn nhịn, đó là hương thơm từ tấm lòng bao dung, trái tim nhân hậu đầy tình người. Tự vượt qua bao dông bão khó khăn, bao tiếng thị phi trong cuộc đời, đó là hương của nghị lực phi thường. Biết nghĩ và yêu thương bà con nghèo quê nhà và mở rộng tấm lòng, trái tim rộng lượng, biết nghĩ đến những hoàn cảnh, những gia đình bà con nghèo, đó chính là hương thơm dịu dàng, ấm áp và làm đẹp cho đời, hương của lòng nhân ái. Cho nên đối với con là hương tùng, hương thông, nhẹ nhàng tỏa mùi hương thơm thoang thoảng và ngọt ngào. Mỗi khi cơn gió thổi nhẹ qua, cô Hương vẫn thích lắm. Mỗi khi hè sang ra công viên, có hàng thông vui đùa, hít thở trong không khí trong lành giữa trời đất bao la và hít thở mùi hương nhẹ nhàng, ngọt ngào ấy. Chắc có lẽ mỗi lần hít thở những cái mùi hương của cây tùng, cây bách, cây thông thì nhất định cô Hương Trương này sẽ nhớ đến cháu Hồ Văn Cường rất là nhiều. Còn chính là những thứ hương thơm của cây trầm thương, mùi thơm ấy cứ lan và tăng dần theo thời gian. Bản thân con đã tỏ ra một thứ hương thơm ngào ngạt, rất nhẹ nhàng và ngọt ngào như viên kẹo chocolate. Từ nơi nước Mỹ xa xôi, mùi hương thơm nhẹ nhàng ấy đã lan tỏa và một ngày đẹp ngày ấy, cô Hương đã chẳng may hít vào và cô đã nghiện cho đến bây giờ. Nghiện nghe tiếng hát, làn điệu dân ca ngọt ngào, nghiện câu nói ngây thơ mộc mạc, thất thà đầy chân quê. Nghiện nghe con nói chuyện duyên dáng, siêu dễ thương, siêu lầy lội. Nghiện nhìn đôi mắt đẹp và sức buồn, nghiện nhìn nụ cười rất duyên và tỏ nắng của con. Ngưỡng mộ một con người tài năng và biết hiếu thảo, kính trọng ba mẹ, thầy cô và biết đùm bọc gia đình. Khi tuổi của con còn rất bé, chỉ mới có 18-19. Nhìn con là thấy thương và yêu nhiều. Bé Cường ơi. Cô chúc con mãi là con, đem tiếng hát lời ca làm niềm vui hạnh phúc cho mọi người, đem tài năng và đức độ cống hiến cho gia đình, cho xã hội, đem trái tim đầy nhân hậu, giàu lòng nhân ái để chia sẻ cho những mảnh đời bất hạnh, làm đẹp cho đời. Món quà vô giá dành cho ba mẹ con và cô giáo Oanh, đó là tấm bằng đại học con cầm trong tay. Con nhớ nhé, kiến thức là chìa khóa để mở tất cả cánh cửa của thành công. Đúng vậy. Kiến thức là cánh cửa, cũng là kiến thức là chìa khóa để mở tất cả các cánh cửa thành công. Cô Hương hẹn gặp con vào ngày sinh nhật con nhé, bé Cường. Cô yêu con thật nhiều. Như vậy là cô Hương Trương sẽ về Việt Nam để dự sinh nhật của cháu nữa ha. Con rất là hạnh phúc luôn. Lúc nào cũng có những mẹ nè, những cô nè, những ngoại nè, luôn luôn lúc nào cũng dõi theo bước chân của con và xem những nỗi buồn của con, những nỗi vui của con, là giống như là cuộc sống là hơi thở của họ vậy. Con buồn thì họ cũng buồn, con vui thì họ cũng vui lây. Nhìn ánh mắt rất hiền nhưng trong đó đượm thấm cái nỗi buồn. Ai cũng thấy cái điều đó. Nhưng có đôi lúc con cũng siêu lầy lội, cũng rất dễ thương qua những câu nói nó mộc mạc chân quê, làm cho nhiều người phải bật cười. Khi con quên lời trong bài vọng cổ nào đó, với những cái mà gãy đầu, cái hố mình của con, làm cho tất cả ai nấy đều thích thú. Nó có một cái dễ thương, nó mộc mạc chân chất của người Tiền Giang Gò Công nói riêng và những người con của miền Tây thì nói chung, đại khái là như vậy.
Tiếc là thôi tiếc gì nữa, chứ bác Cali Sài Gòn cũng đã trở về Mỹ rồi, không có tiếc gì nữa. Để dịp sau sẽ gặp cháu trong một cái dịp sau lần về Việt Nam nữa, tại vì bác cũng sẽ còn thường về Việt Nam mà, thì thế nào cũng sẽ có lần bác cháu mình gặp lại với nhau, phải không? Rồi, ok, cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã cùng với mình chia sẻ, và xin hẹn tất cả quý vị trong một video clip lần sau. Nếu thấy thông tin hữu ích thì cho mình một cái like và nhấn nút đăng ký kênh cho Cali Sài Gòn. Thành thật cảm ơn tất cả quý vị thật nhiều.